Hello mọi người nhé. Hôm nay mình dẫn mọi người trải nghiệm chuyến mình đi bãi Sóc nha mọi người. Giờ bãi Sóc mới ghê chứ bãi kia thường quá mọi người ơi. Nay mình đi bãi Sóc với ông anh mình nha. Đây. Đây. Cái bãi Sóc là mình cái bãi cũng bằng bãi chuột hả anh em, mình đi bãi chuột luôn nha các bạn. Đó. Đây đây. Đây là bãi Sóc y cho bãi chuột y chang nhau, Sóc chuột là mình bẫy cùng một bẫy. Khác cái là anh em mình nãy đi chặt nay mình có 8 cái bẫy nha các bạn. Mình đi chặt 8 cây dừa nước. Cột vô vậy, rồi lát anh em mình sẽ máng cái cây này, máng vô nách dừa mình để cái cây vô luôn. Chứ con Sóc nó mạnh lắm các bạn ơi, để nó tuôn nó chạy rớt cái lồng này xuống, rớt cái lồng này xuống sẽ tuôn cái lồng chạy luôn nha các bạn. Máng cây này cho nặng, giữ cái lồng trên cái bẹ dừa cho nó cứng luôn. Với lại mình đi mình dở lên cũng dễ, với mình khỏi cần làm dấu, có cái cây này lồng thòng xuống là mình nhìn thấy liền nha các bạn. Đây. Mua rút mình chỉ rút vô vậy thôi. Đó. Chỗ này bẫy Sóc là mình thường bẫy anh em bẫy chuột dừa. Bẫy chuột dừa là bằng cơm dừa mình nướng lên cho thơm. Còn nay anh em bẫy Sóc đây. Đó. Nay mình bẫy bằng mít vô ạ. Bình thường mít không có ăn nữa, nhìn chảy nước miếng, tới nay là anh em mình lấy mít mình bẫy luôn nha các bạn. Lát còn lấy muối mít này bẫy, cái thiếu muối thì mình cắt luôn cái sơ này bỏ vô cho nó thơm, bỏ càng nhiều tổng càng tốt mà ơi, cho thơm là ok rồi. Để ông anh mình đang đi lấy thêm mớ mít nữa bạn, chứ nhiều đây thiếu. Xong rồi anh em mình sẽ đi dài, rồi cách một ngày sau anh em mình sẽ đi thăm nha các bạn. Hello. Đó anh chơi vậy lấy rút lại luôn, mau lại không ơi, để chọt lên lụm rồi ngồi vô đây đưa ấm nước ra. Bây giờ mình lòi ra thêm một lồng nữa là 9 lồng nha các bạn, 1, 2, 4 9 lồng mà thiếu cây dừa nước, mà anh lấy ống nước chơi luôn. Nó cũng nước nước đó. Này. Rồi, chặt luôn. Rồi. Đưa mồi vô, lụm mì. Khô nó còn ướt nặng chứ, mình đặt trời vài bữa cái nó khô lại nhẹ. Thì hai anh em mình vác về xuống tới kiếm vườn dừa nào thấy có Sóc nhiều á các bạn, hai anh em mình dứt á, chắc bữa sau á anh em đi đâm để coi thành quả bị Sóc ở kiểu Sóc tự nhiên luôn các bạn. Mình hả mốt hả. Rồi, thôi cách 2 ngày đi thăm cho chắc ăn các bạn, kiểu Sóc tự nhiên để coi con Sóc nó có khác gì không ta. Ê mà đó giờ Sóc người ta có nuôi không ta, có không nuôi chơi chứ con Sóc cũng tính ra hiếm, với lại nó hay lắm các bạn ơi, khó bắt nó lắm. Chín lồng nhà xèo biết sao không, nãy giờ đi xa nó chứ đi xa lắm các bạn. Rồi. 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 Rồi.
tụt xuống à? Bè sụ không? Bè trên cao luôn không được hả? Cái anh treo lòng thòng vậy ba. Đó. Vậy là mình dễ đi thăm dễ nhất luôn nè. Hôm nay mình đi bẫy chuột đi thăm phải làm dấu, nhiều khi cũng có sót nữa, quên dấu luôn rồi. Sống hay chuột? Con dễ ăn. Nó ăn lên nó tước cái sờ ra phải không? Đây đây. Cái vườn là vườn này có sóc nhiều nha các bạn. Đó. Sóc là ăn nó tước cái sờ dừa đây nè. Tước ra cái nó ngồi nó hai chân nó quấu lại trái dừa, nó cầm xước 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 lên. Có khi nào có cây có con. Cái gì? Con sóc con hay vậy? Lao. Có cái con nằm luôn. Dạ. Yeah. Hậu dướng cái bẹ à. Gió quá phải chơi kiểu này để chịu nổi. Lòng thòng nó vừa kèm được cái lòng luôn, cứng cái lòng luôn. Nó có dính vô cái lòng không vụt xuống nha các bạn. Đó. Cây để lòng thòng xuống. Đơn giản đều cây dừa nước mấy anh em mới chặt hơi nặng, hai anh em vác muốn xẻo nha các bạn, đi xa nữa. Đây là 4 cái à, đây còn 5-9 cái. Dừa này trái kỳ ta, trái gì đâu, quẻo ra nè. Dừa dừa mũi ghê mũi thôi. Mũi quá trời mũi. Cây cuối cùng đặt cho nó chất lượng lên. Ăn tiền cây cuối cùng thôi. Ôi. Đi. Go. Kinh khủng khiếp rồi chứ. Trời cả đó nướng ăn ngon lắm mày. Khúc à, chạy mau quá mày. Ê, cả đó nướng ăn thôi.
hết bài luôn á. Trời ơi, đồ đội bự bằng cá lóc. Má chạy mau ghê thật vậy. Rồi, chạy cuối cùng, xong rồi. Chạy luôn. Đi đi chạy. Xong các bạn, anh em mình đặt hết 9 9 cái bẫy nha các bạn. Hẹn 2 ngày sau. Hẹn 2 ngày sau. Rồi, về nhà mình rồi. Hello các bạn ơi. Đến hẹn lại lên các bạn ơi. Giờ đi thăm mấy cái bẫy sóc bữa hai anh em mình đặt nha các bạn. Không biết có không đây nữa nè. Sự mong rằng là có để mình quay cho các bạn xem chứ không có chết luôn á. Bạn theo chân hai anh em mình nha. Tớt rồi. Chơi đầu tiên. Tiên không có rồi. Mong rằng là có một con, hai anh em cũng vui quay cho bạn coi sóc là sao, sóc tự nhiên, sóc vườn là sao. Vậy bẫy sóc dính chuột luôn hả? À, vô ăn chuột mà đã bẫy mít mà chuột cũng vô tém mấy miếng mít rồi sóc vô vô các bạn. Ôi. Để phần chú chuột thì chứ hai mang ham uống chuột này gần gắn ăn cũng không nổi nữa, chuột hơi trọng. Ồ. Như chị gầy mít nó mê dữ rồi ta. Ôi sao thấy giống dính chuột lại vậy? Thì đó. Trời ơi, thôi. Con chuột lứa nhau không thôi. Ôi chạy. Con chuột nữa các bạn ơi. Nữa nay anh em mình đi bẫy sóc các bạn xem đây bẫy chuột nữa. Ba cây dính hai chuột rồi. Đây năm cây đi bẫy sóc, 9 cây. 5 cây dính được hai chuột. Lạ. Ủa đây ai đốt gì ở đây vậy trời? Làm gì chi vậy? Nướng gì ăn quá. Đừng nói nướng cá thò lòi bữa qua. Qua mình chạy theo bạch đuổi. Cá thò lòi nướng ngon luôn. Sẵn mình đi thăm cái mấy cái bẫy sóc, xong anh mình có cái bẫy rắn thì bẫy rắn kiếm thêm luôn các bạn ơi. Bẫy cây rồi các bạn ơi. Dạ con. Hả? Cái gác đầu. Tự nhiên đi rớt cây xuống luôn à. Ừ, con cây sao quá. Ôi hết các bạn ơi. 9 cây. Nay anh em mình bị thất thu vụ đi bẫy sóc rồi. Mà thường thường sóc nó khôn lắm rồi. Khó ăn lắm. Clip nay đi bẫy sóc mà dính được hai chuột. Thôi kệ hai chuột vừa anh em về cũng chiều mần vô ti ăn được bữa cơm các bạn. Có là được. Ôi rất tiếc không có được sóc để quay cho các bạn coi, các bạn thông cảm anh em mình nha. Để giờ phát anh em mình nghiên cứu thiết kế là để đặt lâu lâu 4-5 ngày. Có sóc anh em mình quay các bạn coi lần sau nha các bạn. Này thất bại rồi các bạn. Ủa? Ô, bị sóc được hai chuột kìa các bạn. Chuột dừa nha các bạn. Ôi hai chuột vừa gãy rô ti ăn được bữa cơm rồi. Thất bại rồi. Đây.
Thì hôm nay làm anh em làm clip đi bẫy sóc cho lạ cho các bạn coi, bình thường không anh mình bẫy có sóc nha các bạn. Nay sao xui. Dữ ghê hả? Ôi, ghê rồi nha. Dữ ghê bạn. Ôi mà nay clip đi bẫy sóc của anh em mình không được thành công, bình thường không anh mình bẫy có sóc nha các bạn. Tới hồi anh em mình đi quay bẫy thì không có sóc. Rồi anh em cũng mong các bạn thứ lỗi cho anh em mình nha. Mà cũng được hai chuột không ai. Rồi anh em mình xin chào tạm biệt các bạn luôn nha. Hẹn các bạn coi những clip sau nha.